Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 156 Ấm áp Lâm Uyển ăn mặc rất tỉ mỉ váy gấm màu vàng nhạt thiêu hoa, bên ngoài khoác áo mỏng màu quả hành, đầu cài châm cúc vạn thỏ khảm ngọc làm nhụy. Nàng ta vừa thân mật nói chuyện vừa lên xe ngồi cùng với Lâm Di, không ngờ thật sự có thể lấy lại tước vị lâm uyển cúi đầu cười tốt quá nhà chúng ta có thể ngừng đầu ở trước mặt người khác rồi lời lẽ vẻ mặt nàng ta đều mừng rỡ tận đáy lòng xe ngựa chạy đến trần gia lâm uyển xuống xe mới biết nhị lão thái thái đồng thị cũng dẫn người chi thứ hai sang đây đều là con cháu trần gia có thể lấy lại tước vị tổ tông cho dù không cam lòng bọn họ cũng phải bày ra vẻ mặt vui mừng lão thái thái chi trưởng vẫn còn và ra vẻ một tí, muốn cùng chia vinh hiển với nhị lão thái thái đông thị. Trong mọi người, tiểu tiêu thị, à thoải mái nhất, bà vốn thẳng tính, gặp chuyện vui luôn miệng tươi cười cũng là bình thường. Đến giờ cảnh, quan viên lễ bộ và nội thị đưa bảng sắt tới, lão thái thái nhánh cả và nhị lão thái thái dẫn con cháu trần gia quỳ lại tạ Long An. Sau đó Trần Doãn viện đón nhận bằng sắt và thánh chỉ biểu lộ quyết tâm trung thành với triều đại chu nghi thức xong xuôi cả nhà ân cần đưa tiền quan viên lề bộ và nội thị ra về lão thái thái nhánh cả cho người mở cửa từ đường ra chân doãn viễn đặt bảng sắt vào vị trí cũ nhìn cảnh này lão thái thái nhánh cả thấy mắt nhòe lệ không tự chủ nhìn sang bài vị của phu quân và con trai thật câu sau mới ổn định được cảm xúc tề bái tổ tiên xong mọi người trở lại niệm từ đường nói chuyện lão thái thái nhánh cả bảo tiểu tiêu thị ngày mai mời người trần thị tới dự tiệc mừng nhị lão thái thái đồng thị cười góp lời mai cũng vừa hay là ngày tử nha đầu thành thân song hỉ lâm môn gộp lại ăn mừng lớn một chút đi vậy lão thái thái nhánh cả khẽ gật đầu ừ cứ thế mà làm con gái trần gia xuất giá không thể ngăn người trần gia tham gia góp vui nếu nhị lão thái thái đã mở lời bà cũng không cần từ chối làm gì dùng cơm tối rồi đưa tiễn nhà nhánh thứ hai về xong, tiểu tiêu thị lôi kéo Lâm Di vào buồng trong nói mấy lời, con gầy đi nhiều đấy, có phải vì bận bịu quá không? Có cần tìm lang trung kê đơn bồi bổ chốt không? Rồi bà lại hỏi, nguyệt sự tháng này tới chưa? Lâm Di nhớ tới phong ba hôm đó liền thấy buồn cười, tới rồi à? Tiểu tiêu thị nghe vậy thì hơi thất vọng. Làm sao vừa thành thân đã để có thai ngay được chứ? Lâm Di ôm tiểu muội muội mũm mĩm đáng yêu của mình lên, Tiểu bát vừa nãy còn mở to mắt nhìn ngó bốn phía, mới được Lâm Di ôm một chốc đã ngủ thiếp đi, Lâm Di đặt cô bé vào nồi lại. Ban nãy tiểu tiêu thị có uống chút rượu nên mặt hơi đỏ, cười nhìn Lâm Di, xem ra mẹ có thể bán tiểu viện ở Phúc Ninh rồi. Thì ra tiểu viện ở Phúc Ninh vẫn còn chưa bị bán. Tiểu tiêu thị ngượng ngùng nói, mấy ngày trước cha con cứ luôn miệng phàn nàn rằng làm quan ở kinh thành khó khăn, mẹ cho rằng không chừng ngày nào đó cha con lại muốn rời kinh cho nên không vội bán tiểu viện kia tiểu tiêu thị một lòng lo nghĩ cho trần doãn viễn bất kể trần doãn viễn là một viên quan nhỏ chịu đủ uất ức hay là quảng bình hầu của bây giờ tình cảm bà dành cho ông luôn không thay đổi cũng bởi vì bà không mưu tính lâm di mới cảm thấy thời gian ở nhà mẹ là thoải mái nhất nàng nhớ tới tiểu tiêu thị có một tương đồ đi mưa Lúc cả nhà dọn sang đây tổ mẫu bảo bà lấy số đồ đó cho hại nhấn, trong kinh không cần dùng đến những thử này. Mẹ này, mẹ còn giữ mấy bộ đồ đi mưa kia chứ? Còn giữ đây, tiểu tiêu thị cười đáp, lần này cũng nên bảo nhan ma ma về đó dọn dẹp bớt để dễ bán, cả đôi giày da dê của con luôn, trong kinh người ta thích đi quốc gỗ lúc trời mưa, không còn phù hợp nữa. Lâm gì nhớ tới đôi giày da dê màu đỏ của mình, nghiêng đầu tựa vào vai tiểu tiêu thị thôi đừng bán tiểu viện ở Phúc Ninh mẹ à. Dẫu gì bạn cũng chẳng được bao nhiêu. Tiểu tiêu thị nghĩ lại cũng có phần không nỡ, nói cũng đúng, vậy thôi không bán. Vừa nói bà vừa đưa tay chỉnh lại búi tóc của Lâm Di, sau này con có thể thường về đây rồi chứ. Cha con có tước vị, con ở nhà tôn thất cũng sẽ thoải mái hơn. Mẹ nói không sai, Lâm Di cười an ủi tiểu tiêu thị, tiểu thư của Quảng Bình hầu ra gà cho khang quận vương nhà chúng ta cũng không tính là trèo cao tiểu tiêu thị cũng bị chọc cười hai mẹ con trò chuyện thêm một lát tiểu tiêu thị nhìn đồng hồ cát không còn sớm của nữa hai đứa cũng nên trở về quận vương phủ đi để mẹ cho người gác cổng chuẩn bị xe ngựa khó khăn lắm mới được trở về nhà thật sự chẳng muốn đi tí nào lầm gì bảo quất hồng ra tiền viện xem thử chừng nào ngoài đó tan tiệc vậy chỉ lát sau quất hồng đã trở lại quận vương ra say rượu được người dìu đến đông viên nghỉ ngơi rồi à? Tiểu tiêu thị cau mày, lão gia thật là. Sao lại để quận vương ra uống tới mức say cơ chứ? Làm sao bây giờ? Cũng không biết có tỉnh lại trước giờ đóng cửa không nữa. Chu thập cửu say được mới lạ, cho dù say thật cũng có thể gắng gượng đến khi về nhà mới ngủ. Để con đi xem thế nào, Lâm Di bảo quất hồng cầm đèn lồng cùng nàng đến đông viện. Trong viện rất yên tĩnh, chỉ có mấy tiểu nha hoàn hầu hạ bên ngoài. Đồng Ninh đứng gác trước cửa phòng, nhìn thấy Lâm Di tới liền bước lên hành lễ, quận Vương Phi. Quận Vương ra sao vậy? Lâm Di vừa hỏi vừa đi vào. Đồng Ninh đáp, có lẽ do uống hơi nhanh, gió thổi cái liền say à? Lâm Di cầm bát canh dài rượu trên bàn lên, ngồi xuống mép giường. Ngọn nến bên bàn thấp gần đó chiếu lên giường, Chu thập cửu nằm ngửa, hai tay đặt lên người, mặt hơi nghiêng sang một bên, thở đều đều, giống lúc ngủ ngày thường say rượu thật. Lâm Di đặt canh rượu xuống bàn lại, bảo Đồng Ninh, ngươi trở về báo với lão phu nhân một tiếng, rằng quận vương gia uống ít rượu, sẽ về hơi trễ. Nhớ dặn hồ đào lấy quan phục của quận vương gia ra là phẳng sẵn nữa. Đồng Ninh đáp lời rồi vội vàng lui ra. Lâm Di sai quất hồng tấy cho mình ít nước nóng, tự tay vắt khăn định cau mặt cho Chu Thập Cảm. Khăn vừa chạm mặt, Chu Thập Cửu Tiền mở mắt ra, sao không ở tại trò chuyện với mẹ nàng thêm cát nữa. Quả nhiên Chu Thập Cửu luôn nhìn thấu tâm tư nàng. Chúng ta mới thành thân không lâu, không nên về quá muộn. Chu Thập Cửu mỉm cười, muộn một hai canh giờ đâu sao, lần nào cũng vội vã chạy tới nói mấy câu tiền đi, về sau trở về trước giờ đóng cửa là được, chẳng phải nàng vẫn chưa làm xong mất lê cho tổ mẫu sao. Quả thật nàng lo lắng cho sức khỏe của tổ mẫu, mấy mấy ngày không gặp mà bệnh ho của bà tại nặng đi. Chu thập cửu đưa tay sờ chán Lâm Di, chờ thêm nửa năm, chúng ta trở về thường một chút, ở tại vài ngày nữa. Nhìn nụ cười ôn hòa của Chu thập cửu, Lâm Di đưa tay kéo chăn mỏng đắp lên người chàng, ừ. Nếu loại bỏ khúc mắc trong cổng đi, lòng nàng bây giờ thật sự vô cùng ấm áp. Chương 157, gả Lâm Phương. Sáng hôm sau, nha hoàn mang chậu nước ấm và khăn vào hầu hạ, Chu Thập Cửu và Lâm Di rửa mặt, Lâm Di mang trường bào tới mặc cho Chu Thập Cửu, lúc chàng đưa tay ra khỏi tay áo choàng, nàng mới phát hiện, ban chỉ của quận vương ra đâu rồi. Ban chỉ là nhẫn đeo món cái, vương công quý tộc thời xưa thường dùng. Là ban chỉ Chu Thập Cửu nhìn chúng trong đống quà tặng lúc bọn họ thành thân. Chu Thập Cửu mỉm cười, dùng làm vật cược với ca ca nàng rồi. Cược cái gì cơ, Lâm đi mới xoay người, eo liền bị ôm lấy, hơi thở ấm áp phả vào bên tai, mấy chuyện dựa cánh nam giới ấy mà. Vừa nói chàng vừa kéo tay nàng ra, đặt chiếc khăn tay mềm mại đặt ở ngang hông mình vào tay nàng, yên tâm, ta thăng. Lâm Di tò mò cúi đầu nhìn vật trong tay, là khăn tay nàng thiêu cho ca ca lúc trước. Lấy nhẫn ngọc đổi về một chiếc khăn tay, vậy mà cũng gọi là thắng. Nhưng nháy mắt sau Lâm Di liền nhận ra, đây chính là chiếc khăn đầu tiên nàng thiêu lúc mới học thiêu hai mặt khi đó nàng và Kaka đánh cược, nếu nàng có thể làm được món đồ thiêu hai mặt đẹp trong vòng ba tháng, Kaka sẽ tặng bộ tàng thư yêu quý của mình cho nàng. Kết quả nàng không cẩn thận thiêu sai cánh hoa, nhưng không còn đủ thời gian sửa lại, thể là trực tiếp thiêu trồng một vạt hoa gấm tên che tại. Nhìn kỹ mới thấy được mũi thiêu mặt sau hơi lộn xộn, cho nên Kaka không nhìn ra. Lúc còn nhỏ háo thắng thường thích dùng mấy trò vặt như vậy, nàng cảm thấy ca ca hẳn đã phát hiện từ câu, muốn làm nàng vui mới không nói ra thôi. Về sau hệ nhớ tới nàng tiền nhủ bụng phải tìm dịp đòi khăn tải, nhưng câu dần tại quên bằng. Khăn này thêu còn vụng, lâm di muốn cầm khăn cất đi, xong lại bị chu thập cửu lấy tại dấu sau lưng. Nhìn vẻ mặt bình thản như không của đối phương. Lâm Di muốn nghiến răng. Thấy nàng nhíu mày chuẩn bị đoạt khăn lại, Chu Thập Cửu mím cười, cất giọng nhẹ nhàng, chậm và trầm hơn bình thường, Nguyễn Nguyên, đừng vội thể, từ từ thôi. Đến khi hai người bước ra từ sau tấm bình phong, Lâm Di muốn sai quất hồng rót cho mình chén trà hạ hỏa, lại phát hiện trong phòng chẳng còn bóng người nào. Chẳng lẽ tưởng bọn họ đang làm chuyện thân mật gì đó nên cố tình tránh mặt. Gần đây mấy nha đầu này này mẫn cảm quá rồi. Nụ cười nơi khóe môi chu thập cửu càng rõ ràng hơn. Đưa tiễn chu thập cửu thương chiều xong, lâm di lại trở về trần gia nàng vừa đến phủ nhánh thứ hai trần gia lâm uyển đã đòn đả ra đón của hồi môn đã rời phủ tới lâm gia lâm uyển cười kề nhưng tân nương tử của chúng ta vẫn không chịu thay đổi trang điểm lúc ta ra đây nhị thẩm đã đi khuyên nhủ rồi cũng khá giống khi nàng sắp gả cho lâm gia tiếp trước bởi vì phải xuất giá trong vội vàng mà nàng và tiểu tiêu thị ôm nhau khóc mãi không ngừng đời này lâm chính thay đổi tân nương thế mà vẫn gặp tình cảnh tương tự. Lâm Uyển cùng Lâm Di đi tới viện của Lâm Phương, Lâm Phương ngồi trên khán lớn, mặt đã đánh một lớp phấn dày cộm mà vẫn dễ dàng thấy được rằng nàng ta đang sợ hãi. Ngoài vẻ thấp thỏm của tân nương sắp gả tới nơi lạ lẫm thì còn có một nỗi sợ không tên nào đó. Lâm Phương ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Lâm Di, ánh mắt nàng ta liền trở nên phẫn hận. Hôn sự vốn thuộc về nàng ta lại bị Lâm Di đoạt mất, Bây giờ người đứng đó đắc ý hẳn nên là nàng ta mới phải. Hy nương tươi cười bước vào, tứ tiểu thư, nên đội mũ cưới lên thôi, cô ra sắp đến rồi. Lâm Phương vẫn ngồi đó, không động đậy. Trần nhị thái thái điện thị cười nói, con gái ai chẳng trải qua ngày này, lúc lục muội muội con xuất giá còn nhỏ tuổi hơn con đấy. Nói rồi thị bảo Hy nương, mau lấy mũ cưới ra đây. Lâm Phương càng siết chặt khăn tay hơn. Nhà đầu nâng mũ cưới cẩn thận đội lên cho Lâm Phương, chuỗi ngọc của mũ rũ xuống, vô tình vướng phải tại Lâm Phương. Lâm Phương lập tức hét lên, xô mạnh nha hoàn ra, khiến mũ cưới trên đầu bị lệch rơi xuống trên giường. Không khí trong phòng lập tức lạnh hẳn đi. Sự bài xích của Lâm Phương dường như hơi quá mức rồi, phải biết rằng chính nhị thái thái điển thị đồng ý kết thân với Lâm gia đấy. Lâm Di Liếc nhìn Lâm Huyền một cái thật nhanh. Lâm Huyền cũng ngạc nhiên những người này có ý đồ gì nàng không biết nhưng thay vì phí sức giúp bọn họ diễn kịch nàng vẫn nên đứng xa quan sát thì hơn lâm di cười nói để ta ra đằng trước xem tình hình thế nào rồi đại ca ra cổng ngăn cản chưa nhị thái thái điền thị đương nhiên không muốn lâm di có mặt ở đây thể là thân mật đưa tiễn nàng trong nhà bận bịu không thể tiếp đãi quận vương phi chu đáo lâm di hào sảng cười đáp nhị thẩm nói gì vậy Nhị thái thái điền thị cùng Lâm Di ra ngoài, Lâm Uyển liền đi tới ngồi xuống cạnh Lâm Phương, muội muội có muốn uống chút nước ấm không, lúc ta cưới cũng rất sợ hãi, nhưng uống nước liền đỡ hơn. Nói rồi nàng ta trêu gẹo Lâm Phương, cửa nhà chúng ta không ăn quan trọng nguyên được bao lâu đầu, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng, không thổi lát nữa lại không kịp trở tay. Những câu trêu ghẹo này của Lâm Uyển lại khiến Lâm Phương thấy chói tai, một con giận không tên lập tức bị thổi bùng lên không phải là tỷ đi lấy chồng, đương nhiên có thể ngồi đó nói mát người khác rồi. Sự nhiệt tình của Lâm Huyền bị một chậu nước đá rội xuống, giọng cũng bắt đầu nghẹn ngào, từ muội 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 sao vậy? Ngày đại hỉ, nói những lời này sẽ xui, Lâm Phương liếc nhìn Lâm Huyền, cười khẩy, ta nói không đúng à? Tỷ chỉ ước gì ta xui xẻo thôi, như vậy nhà này chỉ còn mình tỷ là đáng mặt tiểu thư. Lâm Huyền giật mình, từ muội muội, có phải muội thấy ta đi cùng quận vương phi vào nên mới không vui chúng ta đều là tỷ muội cùng dòng tộc về sau còn phải đỡ đần lẫn nhau quận vương gia và tỷ phu muội đều là tôn thất đều là họ chu thường qua lại là chuyện hiên nhiên quận vương phi đi nhị thấm cũng phải đứng dậy đưa tiễn đây là quy định của triều đại chu ai cũng không thể làm trái ngộp kép tôn thất đều là họ chu vừa là hoàng tộc vừa có tước vị thường xuyên qua lại những lời này ông ong trong đầu lâm phương nàng ta ngẩng đầu lên nhìn lâm nguyền vẻ mặt dè dặt muôn thuở trang điểm kỹ lưỡng rồi vẫn chăng nổi bật được bao nhiêu phần hận trong lâm phương càng nhiều hơn gấp bội đều là con gái của nhà họ trần luận tướng mạo của nàng ta hay tài hoa của lâm nguyền lâm di đều không bì kịp nhưng hôm nay lâm nguyền lâm di đều gả cho tôn thất trở thành hoàng thân quốc thích còn nàng ta thì bị bỏ xa sau lưng, đến tư cách nói chuyện ngang hàng với bọn họ cũng không có, cả mẹ nàng ta cũng phải cúi đầu, trong ngày nàng ta thành thân còn phải xung xoe vây quanh lâm di. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu nàng ta, dựa vào cách đối nhân xử thế của Chu Nguyên Quảng và Khang Quận Vương. Không đợi Lâm Uyển nói hết lời, Lâm Phương bỗng nhiên hất tung mặt bàn thấp đặt cạnh giường. Nhị thái thái điền thị vòng trở lại vừa hay chứng kiến cảnh này. Trên bàn thấp vốn bày đầy các loại điểm tâm may mắn, chiếc đĩa bằng sứ thanh hoa đã vỡ nát, số điểm tâm càng tệ hại hơn, chẳng còn hình dáng gì. Hy nương và hạ nhân trong phòng đều không biết làm sao, chỉ có thể đứng trong góc nhìn, Lâm Phương đang cầm gối dựa bọc lụa đỏ thiêu uyên ương lên ném lung tung, Lâm Huyền đi tới ngăn liền bị xô sang một bên. Lâm Phương chọn chừng mắt, hung dữ quát, mấy người đều hả hê khi thấy ta thành trò cười chứ gì. Cản quấy, nhị thái thái điền thị xoay người đóng cửa lại rồi đi tới giật cái gối trong tay lâm phương xuống sau đó dặn dò hi nương từ tiểu thư sắp phải rời nhà nên tâm trạng khó chịu đừng nói với bên ngoài không tân nương lại xấu hổ hi nương liên tục gật đầu bình thường mà tân nương nào cũng như thế cả có trường hợp còn náo loạn hơn ồn ào đến cả trưởng bối nói tới đây bà ta hơi dừng một chút đám điểm tâm này bị hỏng cũng không sao nhà bếp có làm thêm dự phòng thái thái cho người bưng lên là được. Vừa nói bà ta vừa ngồi xổm xuống thu dọn chỗ điểm tâm và mặt bàn nằm chồng trơ trên mặt đất. Mấy thứ này đều do bọn nô tỳ bất cần hất đổ thôi. Nhị thái thái điện thị liếc nhìn tử hy đứng cạnh đó. Bấy giờ tử hy mới hoàn hồn, vội vàng đi tới giúp hy nương thu dọn. Một lúc sau mặt đất đã được quét dọn sạch sẽ như ban đầu. Lúc này điển thị mới quay sang nhìn lâm huyền, đều tại tứ muội muội cháu không phải cháu đừng để bụng nhé. Lâm Uyển cười tươi, xong lại lơ đãng đưa tay vịn eo, vẻ mặt hơi bất an, không sao à, nhị thẩm khuyên nhủ từ muội muội đi, từ muội muội dường như rất sợ hãi. Lâm Uyển ra hiệu cho Đông Hòa tới đỡ mình dậy rồi nói tiếp, ta cũng ra phía trước xem tình hình thế nào đây. Điền thị thân thiết gật đầu, đợi đến khi trong phòng không còn ai khác, thị mới cau mày quay sang nhìn Lâm Phương, con sao vậy? Lúc nào rồi mà còn càn quấy như vậy, hôn lễ gặp trục trặc thì sao không nghĩ tới mặt mũi của chính mình thì cũng phải biết nghĩ tới thể diện của cha mẹ chứ bị điền thị nghiêm khắc gian dậy nước mắt của lâm phương lập tức trào ra nàng ta đưa tay nắm chặt tay điền thị mẹ con không muốn gả con sợ sợ lắm mẹ đừng gả con đi mà lâm phương khóc nức nở các đốt món tay trắng bệch vì dùng sức quá mạnh sự nghi ngờ trong lòng điền thị càng lúc càng lớn mẹ gặng hỏi mãi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì con vẫn khăng khăng không chịu nói bây giờ sắp gả đi tới nơi rồi mẹ hỏi con một lần cuối cùng nếu còn không nói thì về sau khỏi cần nhắc tới nữa nói tới đây điền thị hơi nhỏm người muốn đứng dậy lâm phượng lập tức níu điện thị lại lắp bắp mẹ mẹ lúc trước con từng lén đi nhìn lâm đại lang kết quả lại bị lâm đại lang phát hiện hắn hẳn liền uy hiếp con Điển thị nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Mẹ, đã thế mà mẹ còn gả con cho hẳn, qua đó rồi con nhất định sẽ bị ức hiếp. Con! Lâm Phương ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Điền thị thì liền ngậm miệng. Con nên thấy may mắn vì Lâm gia chịu cưới mình, bằng không con nên cạo đầu vào am tu là vừa. Điền thị giận tái mặt, nghiêm nghị nói, bây giờ Lâm gia đang nắm con trong tay, con gả sang càng phải nỗ lực hiểu thuận trưởng bối, giúp chống dậy con nhiều hơn, và hãy cầu mong mình có thể sinh con nối dòng cho Lâm ra đi, bằng không thì đừng mơ có tương lai dễ chịu. Điển thị hất bàn tay đang nắm chặt tay mình của Lâm Phương ra. Lâm Phương lạnh buốt chân tay, ngồi phịch xuống giường, mẹ, mẹ không thể bỏ mặc con, con đâu ngờ mình sẽ ra nông nỗi này, vốn tưởng rằng sẽ được gả vào quận Vương Phủ, chưa kỳ mẹ còn từng hứa sẽ gả con cho tôn thất. Con, con thật sự sợ lắm. Điền thị nhìn Lâm Phương đăm đăm, bây giờ nói gì cũng đã muộn, muốn sống tốt thì phải nghe lời, về sau ở Lâm gia thế nào cũng phải làm theo lời mẹ dặn. Ngột kép. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 158, có mang. Không còn đường lui, Lâm Phương đành phải gật đầu. Trong lòng tiền thị như có tảng đá đè nặng, trường bối lâm gia hẳn không biết chuyện này, bằng không đã chẳng chấp nhận cưới con, sau khi gả qua đó, con phải tìm cách lấy lòng phu quân trước. Vừa nói thì vừa cầm khăn lau nước mắt cho Lâm Phương, con xinh đẹp như vậy, chỉ cần dụng tâm một chút, nhất định có thể nắm được lòng của phu quân. Phu quân có nhắc tới chuyện cũ thì cứ nói mình trẻ người non già, may mà hắn không nhìn thấy con ở cùng người khác. Lâm Phương nghe xong càng thêm uất ức. Điển thị gần giọng con chống đổi ra mặt như vậy tương lai gã đi cũng chỉ rước về sự ghét bỏ của phu quân mà thôi. Nên học tập lục muội muội của con kia, ban đầu con bé đó có muốn gả cho khang quận vương đâu, nhưng sau khi gả đi vợ chồng lại hòa thuận. Nghe nhắc tới Lâm Di, Lâm Phương liền không nhịn được cãi lại, con nhỏ đó lượm được món hời lớn, mừng còn chẳng kịp chứ ở đó mà không muốn gả, là không dám thì đúng hơn. Điền thị nghiêm mặt, Lâm Phương đành ngậm miệng không nói nữa con đã không bằng lục muội muội bây giờ còn không chịu hối cải nhất định phải quậy đến khi không thể vẫn hồi sao khiến tất cả mọi người đều chỉ trò cười nhạo ngày tháng còn dài con cứ cẩn thận để tâm chưa hẳn sẽ luôn lép vế lục muội muội con không ai hiểu con bằng mẹ mấy câu này của điền thị quả nhiên khiến lâm phương du hẳn đi hồi lâu sau nàng ta nhào vào lòng điền thị khóc nấc lên nhưng con không cam tâm lúc trước trong nhà con đứng nhất nhưng sau khi con nhỏ lâm di kia chuyển vào nhà chúng ta đã ăn của chúng ta mặc của chúng ta giờ còn cướp những gì thuộc về con vốn là nhà chúng ta sang nhánh cả làm con thừa tự rốt cuộc lại bị con nhỏ đó ngáng chân bao nhiêu năm qua tâm tư chúng ta tốn cho lão thái thái còn ít sao nhà tam thúc vừa vào kinh liền tính toán khắp nơi luận tâm kể con không bằng lâm di người bên ngoài đều khen ngợi lâm di nhưng con nhỏ đó có gì tốt chứ chỉ là một đứa tiểu nhân xảo trá âm hiểm, thấy lợi ích liền nhào tới, bất kể có phải đồ của mình hay không, miễn tốt là nó đều cướp vào tay cho bằng được, con rốt cuộc chẳng con gì. Mẹ, con thật sự không phục, không phục cũng đừng để người ta chê cười, điển thị vỗ lưng lâm phương, mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ mà, đường về sau vẫn dài. Được rồi, được rồi, điển thị nhìn đồng hồ cát cạnh đó, không còn sớm nữa, nhanh trang điểm lại thôi nhớ rõ, người khác càng muốn chờ cười nhạo con, con càng phải tỏ ra vui vẻ. Lâm Phương nghe mà nước mắt chảy ròng ròng. Cuối cùng Điền Thị cũng khuyên được Lâm Phương trang điểm mặc đồ lại. Trần Lâm Bân đi đưa của hồi môn đến Lâm gia trở về, hỏi tới muội muội mình thì thấy Điền Thị dầu dĩ. Tổn nhiều hơi sức khuyên nhủ như vậy mà Lâm Phương vẫn không thể buông bỏ sự uất ức trong lòng. Điển thị hỏi lại con trai, bên Lâm gia thế nào rồi? Trần Lâm bản đáp, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, muội phu sắp tới rồi à? Điển thị ngập ngừng, có. Chỗ nào bất thường không? Chỗ bất thường, Trần Lâm bân lắc đầu, con thấy đều rất ổn, muội phu đưa tiễn con đến tận cửa. Chẳng lẽ nhà chúng ta không thể thừa kế tước vị, Lâm gia sẽ đổi ý sao? Vẫn chưa đến mức đó, nói thế nào thì đồng gia vẫn còn ở đây. Điển thị nói, hiện giờ không giống với lúc trước, mẹ vợ tương lai muội muội con chịu uất ức thôi. Trần Lâm bân im lặng. Điền Thị đưa tay chỉnh lại vạt áo cho con trai. nhà chúng ta về sau phải nhờ vào con rồi. tương lai muội muội con sống tốt hay không cũng phải xem con có thể làm chỗ dựa cho nó hay không. nghĩ đến việc kết thân với nhà họ Thái, Trần Lâm bân củi đầu. mẹ yên tâm, con trai nhất định sẽ tận lực. nói tới đây, hai người chuẩn bị đi ra tiền viện. Nguyên Hương đi từ hướng ngược lại nhìn thấy Điền Thị và Trần Lâm Bân liền hành lễ trước rồi mới nói Tam tiểu thư đau bụng Lão Thái Thái đã cho người đi mời Lang Chung rồi à nghĩ tới vừa rồi Lâm Phương có đẩy Lâm Huyền một cái Điền thì lập tức nhìn sang Trần Lâm Bân con ra phía trước chuẩn bị với đón khách đi mẹ đi xem Lâm Huyền đây chính là chuyện cháy nhà tới nơi đấy vừa tới bậc của Lâm Di đã nghe thấy tiếng Đại Thái Thái la lối trong phòng Lâm Uyển nằm tựa trên giường gấm thêu hoa sen, đại thái thái đồng thị đang cẩn thận nhét gối mềm lót lưng cho nàng ta. Lâm Uyển vội vàng giữ chặt tay đại thái thái đồng thị, mẹ đừng nóng, chắc con chỉ bị cảm lạnh thôi, mẹ ồn ào như vậy, ngộ nhỡ làm hỏng lễ cưới của tứ muội muội thì làm sao? Nói rồi nàng ta sai đông hòa, đến nhà bếp lấy cho ta một bát canh gừng. Đông hòa nhanh nhảu lui xuống, đại thái thái đồng thị quay lại mới nhìn thấy Lâm Di quận Vương Phi tới đây à? Đại Thái Thái Đồng Thị tỏ vẻ thân thiết hơn bình thường rất nhiều. Tiến lên hành lễ với Lâm Di rồi phân bua, Lâm Huyền thấy bụng khó chịu, ta lo lắng cho nên. Bà ta mới nói tới đây, Lâm Huyền trên giường bỗng che miệng nôn huệ. Chu Nguyên Quảng bước vào ngay lúc này, nhìn thấy Lâm Huyền nôn huệ đến chảy nước mắt thì cuống quýt xài bước tới nắm chặt tay nàng ta. Tại sao lại như vậy, vừa rồi còn đang yên lành mà. Lâm Uyển xấu hổ rụt tay về, không có việc gì đâu, chắc là hôm qua bị lạnh, uống canh gừng sẽ ổn thôi à. Vẫn là kiểu giải thích ban nãy, nhưng Lâm Di liền nhìn ra ngay, Lâm Uyển không giống bị bệnh mà mang thai. Lâm Uyển bị phát hiện mình có thai vào lúc này, khéo thật. Đại Thái Thái Đồng Thị nói thầm mấy câu vào tay con gì. Chu Nguyễn Quảng lập tức vừa mừng vừa sợ, vậy. Mau mời Lang Trung tới xem lâm uyển ngượng ngùng nhắc nhở chu nguyên quảng đừng ầm ĩ quá kẻo người ta chê cười cô vợ nhỏ đã xanh mét mặt mà vẫn còn lo cho người khác nghe nói muội muội sắp xuất giá tiền sáng sớm chạy tới hỗ trợ chuẩn bị bình thường lời ăn tiếng nói cử chỉ cũng hết sức cẩn thận hiển nhiên lúc còn ở nhà mẹ đẻ sống không được tốt lắm chu nguyên quảng thương tiếc bây giờ sức khỏe của nàng quan trọng nhất lâm uyển vừa từ trong phòng lâm phương đi ra tiền bị đau bụng lâm phương tất nhiên không thoát hiểm nghi Lâm Di ngồi một bên uống trà, chờ tang trung tới mới dẫn nha hoàn từ tổn đến sảnh chính trò chuyện với người Trần Thị. Chỉ cát sau, cùng Mama đã tới báo tin Tam tiểu thư có mang, nhưng cái thai bị động nên phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Quả nhiên giống như phòng đoán của nàng. Lần này Lâm Phương gặp phiền phức lớn rồi, mọi người biết được đầu đuôi câu chuyện đều sẽ trách Lâm Phương không hiểu chuyện. Chuyện nàng ta không tình nguyện gà cho Lâm gia cũng sẽ bị truyền ra ngoài thể diện của lâm gia coi như bị mất sạch. Một mũi tên trúng hai con chim. May mà nàng không nán lại trong phòng lâm phương, bằng không còn phải làm chứng giúp lâm nguyền. Cùng mama nói tiếp, bên kia tứ tiểu thư vẫn chưa chuẩn bị xong, hy nương nói e rằng sẽ lỡ giờ lành. Lâm di đảo mắt liền nhìn ra tất cả đều đã được tính toán kỹ. Khách khứa cũng nhanh chóng nghe ra được ít nhiều, bắt đầu sầm xì to nhỏ. Lúc này bên ngoài bỗng vang lên tiếng nhạc rộn ràng, kiệu đón dâu của Lâm gia đến rồi. Trần Lâm bân vội vàng ra ngoài ngăn cổng, Điền Thị tươi cười mời nam giới trong tộc ra ngoài xin bao lì xì, luôn miệng dặn dò, càng náo nhiệt càng tốt. Nhiều người ngăn cổng kéo chân con rể, Lâm Phương bên kia sẽ có thêm thời gian chuẩn bị. Không có chuyện Lâm Uyển bị động thai thì thôi, nhưng giờ đã thế này, chỉ cần có chút dấu vết nào sẽ bị người ta nắm đuôi lôi ra hết. Điển thị bình tĩnh thu xếp, khiến mọi chuyện trở lại quỹ đạo vốn có. Có điều Trần Lâm Bân quả thật không phải là đối thủ của Lâm Chính Thanh, chưa được bao lâu đã thua, các thiếu gia Trần thị cũng nhanh chóng bị cô gia mới đối đáp đến á khẩu. Chỉ còn ải động võ là hơi khó qua, nhưng nhờ trong gia tộc họ Lâm có một tiểu bối thạo bắn tên, cho nên hoa đỏ treo trước cổng phủ Trần gia cũng nhanh chóng bị bắn rơi, theo đó cổng chính liền được mở rộng lâm chính thanh tiến vào phủ quét mắt qua đám đông xa xa nhìn thấy một bóng người đứng nơi hành lang tay cầm quạt tròn bọc dao xa nhàn nhã đứng một bên theo dõi ánh mắt đầu mày ngoại trừ vẻ thong dong thì chỉ còn vẻ lãnh đạm đến cực độ thiếu vắng sự hào hứng khi đi mừng ngày vui của người khác lúc nhìn thấy nàng ở lâm gia hắn luôn tự hỏi khi nào nàng mới bỏ mặt nạ xuống để lộ vẻ mặt thật ánh mắt nàng bây giờ khiến nàng như đang đứng ngoài khung cảnh náo nhiệt này, đáy mắt trong trẻo như nước hơi lóe sáng, rồi nàng nở một nụ cười khẽ. Nụ cười của nàng bao hàm đủ loại cảm xúc phức tạp, song tất cả đều bị ánh mắt kia che giấu kỹ càng, làm người ta cảm thấy nụ cười kia vô cùng thần bí. Càng không rõ càng muốn tìm tòi nghiên cứu, cứ thể hắn trở nên như có chấp niệm với nàng, mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn đều cảm thấy quen thuộc như đã từng quen biết. Cô ra, đi tế tổ trước. Hy nương ở bên cạnh nhắc nhở, Lâm Chính Thanh mới hoàn hồn xài bước về phía từ đường Trần Gia. Dưới sự nỗ lực của Điền Thị, mọi chuyện diễn ra theo trình tự một cách thuận lợi, Lâm Phương đội phan voan đỏ đi ra khỏi phòng, chậm rãi được đưa lên kiệu. Lâm Chính Thanh tạ ơn mọi người tới dự lễ rồi xoay người lên ngựa. Tiếng kèn trống xa dần, đến khi kiệu hoa khuất tầm mắt Điền Thị mới thở phào nhẹ nhõm. Lễ đón dâu kết thúc, Lâm Di cùng tiểu tiêu thị trở về nhánh cả trần gia. Tiểu tiêu thị thuật tại chuyện xảy ra trong buổi lễ cho lão thái thái nhánh cả nghe, nghe nói Lâm Huyền vì khuyên nhủ Lâm Phương mà bị động thai, tam cô ra vô cùng tức giận, cúc Lâm gia đến đón dâu cậu ta cũng không xuất hiện, ở lì trong phòng nhị lão thái thái với Lâm Huyền. Đúng là khó ngờ, lão thái thái nhánh cả uống một hộp trà, tài mạo của Lâm Huyền cũng không tính là quá xuất chúng, nhưng gã đi lại được mẹ chồng và trượng phu yêu thương giờ lại mang thai chỗ đứng của lâm uyển trong tổn thất càng thêm vững vàng vợ chồng trần doãn ninh cũng nở mày nở mặt theo nhất là đồng gia quan hệ với tôn thất tất nhiên sẽ hòa hợp hơn hẳn so ra thì cả nhà trần doãn chu mất quá nhiều tiền đặt cược vào tước vị nhưng cuối cùng không thể có mà tình cảnh cũng không tốt bằng nhà trần doãn ninh chỉ khác nhau ở mỗi hôn nhân của con gái mà Trần Doãn Ninh và Đại Thái Thái Đồng Thị Tại có thể ngừng cao đầu hơn hẳn, cho nên ai cũng vô cùng đặt nặng chuyện kết thân với đối tượng nào. Lão Thái Thái nhánh cả hỏi, hôn lễ thế nào, rầm rộ chứ? Tiểu Tiêu Thị cười đáp, không bằng nhà chúng ta, mà e rằng tìm khắp kinh thành cũng không tìm được cảnh tượng giống hôm Lâm Di thành thân đâu. Lâm Di tựa đầu vào vai Lão Thái Thái nhánh cả, hôm nay nhìn thấy Lâm Chính thanh cưới vợ nàng mới phát hiện mình thật sự vô cùng may mắn, không phải gả cho Lâm gia rồi đối mặt với Lâm Chính Thanh như ở kiếp trước, càng không phải trơ mắt nhìn cha chết dần chết mòn trong ngục. Chương 159, lửa. Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt với Lâm Chính Thanh. Đêm động phòng mỗi người chỉ có một lần trong đời, cho nên không thể so sánh, nhưng Lâm Chính Thanh lại thấy kỳ lạ, lần này đón dâu dường như không giống lần trước. Nhưng lần trước là lúc nào? ta từng thành thân sao? Lâm Chính Thành hỏi đứa sai vặt bên người. Đứa sai vặt thoáng sửng sốt, ngay sau đó liền tuét miệng cười. Đại gia, ngài say rồi. Uống ít rượu chỉ khiến đầu óc hắn càng tỉnh táo hơn. Lâm Chính Thanh không nói gì nữa, để nha hoàn diều mình trở về phòng cưới. Trước giờ hắn không biết khổ sở là gì, khi còn bé vì việc học mà bị mẫu thân phạt quỳ gối trên sân cỏ. Lúc đó hắn chỉ bình thản canh bắt côn trùng chơi đùa lặng lặng cảm nhận mùi cỏ tươi mát, không quan tâm bên trong ánh mắt của mẫu thân là sự lạnh lùng, mặc kệ người trong nhà và mình có quan hệ gì. Lâm Chính Thanh đi vào phòng cưới, Hy Nương bung rượu hợp cần tươi cười đứng một bên chờ Tân Lang dỡ khăn đội đầu của Tân Nương xuống. Lâm Chính Thanh đưa tay cầm lấy đòn cân, vén khăn đội đầu lên. Tân Nương khóc đến sưng mắt, lại bị chát phấn dày cổm, song vẫn có thể nhìn ra nàng ta vốn rất xinh đẹp. Thế nhưng đây lại không phải là khuôn mặt trong tưởng tượng của hắn. Nào, thủ phủ khăn xuống rồi vén lại xem khuôn mặt này có thay đổi không? Lâm Phương mới hít mạnh vào thì tầm mắt lại bị che kín, tim nàng ta vốn đã đập như trống, giờ càng siết chặt khăn tay hơn. Khăn đội đầu lại được nhấc lên. Một lần, hai lần, ba lần. Hi nương không đứng yên được nữa, đại gia, tới giờ uống rượu hợp cần rồi à? Lâm Phương ngẩng đầu lên, lần đầu tiên ánh mắt lâm chính thanh để lộ cảm xúc mà nàng ta nhìn có thể hiểu đối phương đang hoài nghi cái gì đấy muốn xác minh thực hư cho nên mới hết lần này đến lần khác thử lại cuối cùng lâm chính thanh ngồi xuống bên cạnh nàng ta lẩm bẩm không phải lâm phương nghe mà không hiểu cho nên nhìn hy nương cầu cứu hy nương cười an ủi nàng ta đại gia say rồi nãi nãi hầu hạ đại gia nghỉ ngơi đi Nãi nãi là cách gọi người phụ nữ đã có chồng lâm đại thái thái ngồi trên ghế đệm, để mama giúp mình tháo gỡ đồ trang sức xuống, bôi mỡ đê làm mềm tay, vừa nhóm người chuẩn bị vào buồng trong thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân rầm rập bên ngoài. Ngay sau đó thôi phúc vén rèm chạy vào, thái thái, không xong rồi, phòng cưới bên kia bị cháy. Lâm đại thái thái đứng phát dậy, khiến lọ mỡ dê trên bàn bị hất rơi xuống đất, tại Tại sao lại như vậy? Thôi phúc đáp, không rõ à? Đám nha hoàn bên ngoài một mực chờ gọi để đưa nước vào, nhưng trong phòng vẫn không có động tĩnh gì. Về sau bọn họ ngửi thấy mùi khói mới tá hoa. Lâm Đại Thái Thái vội vàng sai nha hoàn hầu hạ mình mặc quần áo tử tế lại, vào buồng báo cho Lâm Đại lão gia biết, rồi hai vợ chồng cùng chạy tới viện của con trai. Phòng chính đã bị cháy xém, mọi người đang dọn đồ đạc sang phòng khác, nhất thời vô cùng ồn ào. Lâm Đại Thái Thái không tìm thấy con trai trong sân, đang sốt ruột thì quản sự bước lại báo cáo tình hình, may mà phát hiện sớm, đại gia và đại nãi nãi đều vô sự, hiện giờ đang ở trong phòng phụ ạ. À. Nghe vậy Lâm Đại Thái Thái mới thở phào, cùng Lâm Đại Lão ra đi vào phòng phụ cạnh đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn con trai ngồi uống trà bên cạnh và con dâu mặt mũi đầy nước mắt co do trong góc, Lâm Đại Thái Thái lên tiếng hỏi. Lâm Phương bối rối lắc đầu, ánh lửa bốc cao tận trời bây giờ vẫn như còn ở trước mắt. Nàng ta quay đầu nhìn Lâm Chính Thanh, đôi mắt đen kịt của Lâm Chính Thanh cũng đang nhìn nàng ta. Cả buổi sau Lâm Phương mới lắp bắp đáp, con. Con, con không biết. Sau khi từ trần ra trở về, mi mắt Lâm di máy liên tục, quất hồng dùng nước lạnh xoa lên vẫn không đỡ. Mama trải đầu cho nàng nghĩ ra một cách đơn giản là uống nước trà để giảm căng thẳng. Dù sao nàng cũng thích uống trà, cho nên vừa uống trà vừa đọc sách, thể là mi mắt thôi mấy, có điều đến đêm lại bị mất ngủ. Đầu giờ sửu, hát sáng, chu thập cửu đã chuẩn bị rời giường, so với các quan lại khác, chàng muốn là người đến hoàng cung sớm nhất, để kiểm tra cấm vệ rồi mở cửa cung. Bình thường lâm di chỉ cần động đậy nhẹ là chu thập cửu liền biết được, cho nên nàng đành chịu đựng nằm im. Biết vậy đã không uống nhiều trà đến thế, lâm di oán thầm lần sau đừng uống trà trước khi ngủ nữa. Chu thập cửu đưa tay ôm lấy nàng, giúp nàng trở mình. Đánh thức ngài rồi, lầm gì ấy nấy nói, dù sao nàng cũng ở nhà, được tự do ngủ ngáy. Ta chỉ nhắm mắt chứ không ngủ, Chu thập cửu mim cười, hôm nay là ngày đầu tiên chính thức nhậm chức, ta muốn đi sớm một chút để tuần tra. Lâm Di cười nói, còn sớm mà, ta đã dặn bà tử cuối giờ xử gõ cửa rồi. Nói đến đây nàng lại ngẫm nghĩ, hay quận vương gia đến thư phòng ngủ. Như vậy nàng có dục dịch cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Chu Thập Cửu, dù gì nàng cũng đang tới ngày, bọn họ vốn nên tách ra ngủ riêng. Thành thân mới mấy ngày mà đã muốn đuổi ta ra khỏi phòng rồi. Nàng có nói là muốn đuổi ra ngoài đầu, ta sợ quận vương gia thiếu ngủ, ngày mai không có tinh thần, làm việc không theo ý mình thôi. Chu Thập Cửu khẽ cười, Nguyễn Nguyên thương chồng thật vốn là một câu nói bình thường, song qua tờ Chu Thập Cửu nghe tại cà tạ, Lâm Di nhắm mắt lại, không thèm để ý tới Chu Thập Cửu nữa. Chu Thập Cửu cười cười, Nguyễn Nguyên giận rồi, Nguyễn Nguyên nói vậy ta cũng nên có qua có lại, khi còn bé hễ không ngủ được ta lại đọc mấy bài văn bát cổ, Nguyễn Nguyên có muốn nghe không? Văn bát cổ là một thể văn rất đặc biệt trong khoa cử truyền thống ở Trung Quốc. Một bài văn bát cổ thường có tám đoạn, bát cổ tảm về, ở đoạn đều có hai vế đối nhau theo lối biển ngẫu nhưng không yêu cầu về vấn chặt chẽ như trong đối văn bát cổ tôn thất đầu cần trải qua khoa cử người này học văn bát cổ làm gì như nghe được suy nghĩ trong đầu nàng chu thập cửu thản nhiên nói trước khi thúc thúc tìm thấy cả nhà chúng ta ta vốn định về sau trở thành tiên sinh dạy học trong thôn đường đường là quận vương gia mà lúc trước chỉ muốn là một tiên sinh dạy học nếu không hiểu quá rõ con người của Chu Thập Cửu, hẳn nàng đã tin sái cổ ngay rồi. Thế nhưng sự thật lại trái ngược với phỏng đoán của nàng, Chu Thập Cửu không có cơ hội trở thành tiên sinh dạy học nhưng lại đọc văn bát cổ vô cùng nhuần nhuyễn, nhanh chóng đưa Lâm Di vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tiên sinh đọc văn bát cổ, mặt không đỏ tim không đập mở miệng đòi tiền công. Lâm Di đành phải tự tay chải tóc cho Chu Thập Cửu, đưa tiễn anh chàng ra tới tận cửa xong xuôi mới trở về phòng ngủ thêm một lúc. Chờ Lâm Di tỉnh dậy, Bạch Thược và Quất Hồng sai tiểu nha hoàn bưng nước ấm tới cho nàng rửa mặt. Vợ cũng nhị ngã bệnh rồi à? Bạch Thược cầm được trải đầu cho Lâm Di, Tẩu từ nhà họ có tới nhờ nô tỳ xin phép quận Vương Phi cho tạm nghỉ. Lâm Di ngước nhìn bóng Bạch Thược trong gương, mời tiên sinh tới xem thử, đưa một ít bạc qua để vợ cũng nhị mua đồ bồi bổ sức khỏe nữa. Bạch Thược gật đầu, khẽ giả, quận Vương Phi nên ít ra ngoài một chút, gần đây trong kinh nhiều người ngã bệnh lắm à. Hai chủ tớ mới nói đến đây thì cùng mama vào phòng thưa, vừa rồi nô tỳ gặp thân mama, thân mama nói lão thái gia chờ bệnh nặng hơn, mà lão thái thái cũng thấy không khỏe trong người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 160, 7. Lâm Di hỏi cùng mama, bắt đầu như thế từ khi nào? Tuy vị thẩm nương này không phải là mẹ chồng thật sự, song nàng vẫn phải đến thăm hỏi mỗi ngày, hôm qua có thấy lão phu nhân không thoải mái chỗ nào đâu. Cùng mama đáp, nghe nói đã hai ba ngày rồi, lão phu nhân cho là bệnh vặt nên không nói ra. Hai ba ngày, đó chính là lúc chu thập cử nhậm chức và nhà mẹ nàng được phục tước, chu lão thái thái trở về nhà tổ một chuyến. Lâm gì để hạ nhân mặc quần áo cho mình, vừa đi vừa hỏi cùng mama thân ma ma có nói là bệnh gì không? Lúc giao mùa người ta hay bị nóng sốt đau đầu linh tinh. Cùng ma ma đáp, không nói rõ lắm, ngày nào quận Vương Phi cũng sang đó thăm hỏi mà, có lẽ cũng không phải là bệnh nặng gì. Nói tới đây Lâm Di đã vào đến tiểu viện của Chu lão thái thái, lập tức có nha hoàn tiền lên vén rèm, một mùi giấm chua sộc vào mặt. Ngay sau đó thân ma ma ra đón, quận Vương Phi cẩn thận bị mùi giấm làm choáng. Lâm Di mỉm cười, không sao, chỉ là mùi giấm ăn thôi. Bước vào phòng, Lâm Di nhìn thấy Chu lão phu nhân đang tựa người nằm trên giường, sắc mặt không được tốt, có tiểu nha hoàn cầm khăn hầu hạ ở một bên. Lâm Di tiến lên hành lễ. Chu lão phu nhân vội đưa tay ra gọi Lâm Di đến ngồi xuống chiếc ghế bọc gấm cạnh giường, ta vừa bảo bọn nha hoàn sang viện hai đứa sông giấm để tránh bị lây bệnh đấy, gần đây càng lúc càng nhiều người ngã bệnh dứt lời bà ta ho khan hai tiếng, lại sai người lấy thuốc tới ngậm, một lát sau mới thấy dễ chịu hơn. Năm ngoái mùa màng không tốt, năm nay cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, ta trở về nhà tổ thương lượng chuyện giảm tiền thuê thôn trang, trang trưởng dẫn vợ con đến tạ ơn, nói thêm với họ vài câu ta mới thấy người khó chịu. Chù lão phu nhân cười hiền hòa, ta không cho bọn hạt nhân nói với cháu, người lớn tuổi là vậy đấy, gió thổi cỏ tay một cái cũng bị ảnh hưởng. Thúc phụ thế nào ạ? À? Loại chuyện này đương nhiên không thể từ chối. Lâm Di hỏi, thẩm nương có người hợp ý mình rồi. Chu lão phu nhân gật đầu, tìm người ngoài về đảm trách chuyện này không ổn. Chọn nô bộc nuôi trong nhà vẫn hơn. Lúc trước nhà ta có phải một quán sự đến thôn trang trông nom, Giờ quản sự đó ngỏ ý muốn đưa con cái nhà mình vào phù. Như đã thành thông lệ, Lâm Di cười bảo, thẩm nương cử sắp xếp theo ý mình. Chúng cháu tất nhiên sẽ không bạc đãi họ bây giờ chu gia muốn gài người vào quận vương phủ chu lão phu nhân đích thân mở lời nàng cũng nhân tiện muốn nghe ngóng thử xem sẽ có gió thổi cỏ lay gì đây chu lão phu nhân nói ta không khỏe tinh thần không đủ minh mẫn tới lúc đó cháu để mắt nhiều một chút hộ ta lâm di gật đầu đáp ứng chờ ngày thăm mạch cho chu lão thái gia và chu lão phu nhân xong lâm di mới trở về phòng mình dùng điểm tâm Lâm Di bảo cùng mama lấy sổ chép tay các bài thuốc cất trong tủ ra cho mình, sau đó ngồi trên giường lật xem. Cùng mama ở một bên nói, xem ra không phải vấn đề gì lớn, làm Nô Tỳ sợ hết hồn, cứ tưởng bọn họ lại ra đề khó gì cho quận vương phi nữa. Thể thì chưa chắc, đôi khi chuyện nhỏ lại có thể dẫn đến chuyện lớn, Chu lão phu nhân chính là cao thủ chơi trò này, bất kỳ sơ sót nào cũng sẽ sập bẫy ngay. Lâm Di bảo cùng mama Mama đi hỏi thăm thử xem, tất cả thôn trang chu gia đều giảm tiền thuê hết sao? Cùng Mama gật đầu, nô tỳ cũng đang lo lắng về chuyện này, quận vương phi tỉnh thế nào? Chu lão phu nhân giảm tiền thuế, trước đó thôn trang triều đình ban cho quận vương gia đều do lão phu nhân quản, sẽ khó tránh khỏi chuyện so sánh người cũ người mới. Cho dù giờ quận vương phi theo đó giảm giá thuê, bọn họ cũng sẽ quy hết công cho lão phu nhân cứ thể trong mắt hạ nhân chủ sự trong quân vương phủ vẫn chính là lão phu nhân. Lâm Di cầm chén trà trên bàn lên uống một hớp, đầu năm giảm tiền thuê cũng là ý kiến hay, như vậy tá điền sẽ có thể yên lòng làm việc. Cùng ma ma lại nói, chúng ta vẫn nên đề phòng một chút thì hơn. Không cần, Lâm Di gạt đi, ngộ nhỡ lão phu nhân chỉ hào tâm giúp đỡ các tá điền kia, như vậy chẳng phải uổng công chúng ta làm kẻ tiểu nhân sao? cho dù muốn giảm tiền thuê cũng phải xem tình hình của thôn trang đã bị người ta năm mũi rất đi thì chẳng làm được gì. cũng mama nghe xong cũng xấu hổ nô tỳ hấp tấp quá rồi. năm đầu tiên ở quận vương phủ không chỉ nàng căng thẳng mà tất cả hạ nhân trung thành với nàng cũng thế. lâm di cười nhìn cùng mama. mama lo lắng là đúng những chuyện mặt ngoài như thế này chúng ta đều có thể chặn. Cái ta sợ chính là ám chiếu chúng ta không ngờ tới cơ. có mama cẩn thận suy nghĩ hộ ta yên tâm hơn nhiều. Cùng mama nghe thế lại thấy ngượng ngùng, đều nhờ có quận vương phi nâng đỡ nhà nô tỳ. Phong ba thật sự vẫn còn ở đằng sau. Chu lão phu nhân có lòng tốt hào phóng với tá điền và hạ nhân, giờ lại muốn tuyển thêm người vào phủ, hắn có không ít kẻ muốn được chọn bằng mọi giá, cho nên rất khó đoán trước được là ai. À, còn một sự kiện nô tỳ vừa nghe được, cũng mama tự tay châm thêm trà vào chén cho Lâm dị. Tối qua lâm gia bị cháy. Cánh tay đang hướng về phía chén trà của Lâm Di bỗng khựng lại. Bị cháy? Tại sao lại cháy? Cùng mama nói, có lẽ do nến Long Phượng trong phòng cưới cháy dây tới rèm cửa, may mà nhờ hạ nhân phát hiện kịp thời, Lâm đại gia và Từ tiểu thư mới không sao. Vì sao lại trùng hợp như vậy? Kiếp trước Lâm Chính thanh phóng hỏa, đời này nến Long Phượng lại bỗng nhiên đốt tới tận rèm. Lâm Di suy tư ngắm nhìn bình hoa bầy trên bàn, bên nhị lão thái thái có động tĩnh gì không? Cùng ma ma thấp giọng đáp, thì cuống cuồng cho người tới Lâm ra hỏi thăm tình hình, nhưng tứ tiểu thư mới gả sang Lâm ra thôi. Phải chờ ba ngày sau lại mặt, mới có thể biết được ngọn nguồn. Đến trưa, Lâm Di vừa định đi chợp mắt một lát thì nha đầu bên ngoài vén rèm lên, chu thập cửu đi tới. Lâm Di vội vàng mang giày vào, sao quận vương gia lại về nhà vào giờ này chu thập cửu mỉm cười để lâm di giúp mình cởi quan bảo ra giữa trưa nhà môn không có việc gì sáng dậy sớm quá nên ta trở về ngủ một lát biết rõ hôm qua nàng ngủ không được nên ngóng trông đến trưa để ngủ bù mà còn vừa hay em cũng đang muốn nghỉ ngơi chu thập cừu nhìn chặn giường đã được trải sẵn lát nữa ta lại đi bạch thược bên ngoài nhanh nhảu đóng kín cửa lại Chu thập cửu kéo tay Lâm Di đến giường nằm xuống, sáng sớm có thấy nhạc phụ vào chiều. Lâm Di vốn định ngồi dậy, nghe thế liền nằm xuống lại, cha trên chiều thế nào? Nàng cẩn thận lắng nghe. Chu thập cửu cười nói, hoàng thượng muốn dùng nhạc phụ, cho nên sẽ không vật lòng vì sự chính trực của nhạc phụ đầu. Nguyễn Nguyên yên tâm, không có vấn đề gì hết. Chính trực, không có vấn đề gì hoàng thượng nhắm trúng tính tình của cha nên mới sắp xếp ông vào khoa đào. Chu thập cửu nghiêng mặt nhìn Lâm Di, Nguyễn Nguyên đang sợ gì vậy? Chu thập cửu nhất định biết rõ ràng đang sợ cái gì, Lâm Di nhẹ giọng nói, cha quá chính trực, khó tránh khỏi đắc tội người ta, xin quận vương ra để mắt đến cha, đừng để ông ấy làm chuyện điên rồ. Chưa thành thân nàng cũng từng nói những lời này, bây giờ tuy không cứng nhắc như khi trước, nhưng vẫn khách khí y thế ta biết mà, chu thập cửu mỉm cười, ta sẽ thời thời khắc khắc nhắc nhở nhạc phụ. vậy là tốt rồi, mong rằng nàng sẽ không phải lại đối diện với tình huống như ở kiếp trước. chu lão phu nhân ngã bệnh đã kinh động tới cả chu gia, hết người này tới người khác đến thăm nom, lâm di tiếp đãi muốn bở hơi tai. trần nhị thái thái điền thì phải người tới mời nàng trở về nhà mẹ để dự tiệc lại mặt của lâm phương nhân tiện để nhóm cô gia trần gia có nhiều cơ hội qua lại với nhau hơn lâm di vốn không muốn trở về thế là lấy cớ này từ chối luôn trong phòng chu lão phu nhân thân ma ma nhỏ giọng báo quận vương gia lại hồi phủ ạ à? chu đại thái thái chân thị nhìn đồng hồ cát hết sức kinh ngạc mới giữa trưa mà sao lại trở về giờ này thân ma ma thấp giọng nói đại thái thái không biết đấy thôi hai ngày nay đều là như vậy giữa chưa quay về nghỉ một lát chiều lại đến nha môn có thể thấy rằng quận vương gia cực kỳ tốt với quận vương phi trần thị cười khẩy phụ thân của trần thị không những thừa kế tước vị mà còn được vào khoa đảo quận vương gia không tốt với trần thị mới là lạ chu lão phu nhân cầm chén trà lên uống một hớp cực kỳ tốt ư bề ngoài trông là vậy nhưng đóng cửa rồi thì chưa hẳn dường như trần thị nhìn ra gì đó từ vẻ mặt của chu lão phu nhân quận vương phủ bây giờ do khang quận vương và trần thị quản trong quản ngoài. Nếu như giữa hai người xuất hiện khoảng cách, vậy thì không còn là tưởng đồng thành sắt nữa rồi. Quận vương phi đang là một bức thiêu, chu lão phu nhân bỗng lên tiếng, nghe nói muốn tặng cho hoàng hậu nương nương. Trần thị thấy khó hiểu, cảnh nhân cung của hoàng hậu nương nương quạnh quẽ nhiều năm qua, bây giờ huệ phi nương nương mới là người được sủng ái nhất. Trần Thị muốn bái Phật mà đi nhầm cửa rồi chu lão phu nhân điềm nhiên nói huệ phi nương nương được dùng đến đâu cũng không thể vượt quá chức phận hoàng hậu nương nương không tham gia nhiều cũng không hay hỏi chuyện nhưng vẫn là người đứng đầu hậu cung trần thị không cho là vậy nhưng hoàng hậu nương nương tới nay vẫn không có con cái không con thì có thể nhận con thừa tử đứa trẻ được hoàng hậu nhận nuôi sẽ chính là vị hoàng tử tôn quý nhất hóa ra chu nguyên triệt đang nuôi ý định nắm giữ thái tử tương lai trong tay Thế nhưng hoàng hậu đã không đoái hoài tới chuyện trong cung từ lâu rồi. Không đoái hoài ti a. Chu lão phu nhân khép hờ mắt, không đoái hoài mà lại mở miệng muốn bức thêu của Trần thị. Chu Nguyệt Triệt luôn tính trước mọi chuyện, tất nhiên sẽ để mắt tới bàn đạp này, nói không chừng Trần gia cũng giống vậy. Tính toán như vậy chẳng qua vì bọn họ vẫn chưa biết được sự thật ẩn bên dưới mà thôi. Chu Đại Thái Thái chân thị và Chu Nhị Thái Thái Quách thị thay phiên nhau hầu bệnh bên người Chu lão phu nhân. Hôm trước ngày Châu Lang Huyên thành thân, Lâm Di muốn đến Châu gia xem thử có thể giúp đỡ gì hay không. Quách thị cũng vừa vặn muốn sang chúc mừng, thế nên hai người cùng ngồi xe ngựa đến nhà quốc cửu. Trong phòng Châu Lang Huyên đã đầy ắp lễ vật mọi người gửi tới, chỉ gậy như ý tôi đã có đến mười mấy cái. Gậy như ý và tượng kỳ lân đặt trên mặt bàn bằng gỗ tử đàn giữa phòng chính là quà tặng của Hoàng Thái Hậu. Lâm Di và Quách Thị đặt lễ vật xuống, người châu gia chào hỏi Quách Thị, châu lang huyên tại kéo Lâm Di vào buồng trong nói chuyện. Ta cứ tưởng hôm nay muội sẽ không tới, gò má châu lang huyện ủng hồng, môi hơi mim vì căng thẳng. Lâm Di cười nói, tỷ không mời ta cũng sẽ tới. Châu lang huyên không có tâm trạng nói đùa với Lâm Di, chỗ này của ta dối thành nùi rồi đây, cũng không biết ngày mai có sai sót gì không nữa. Lâm Di cố tình nghiêm mặt nhìn Châu Lạng Huyền, đây là câu ta nói cúc thành thân mà, bị tỉ nghe lén hồi nào vậy? Châu Lang Huyền nghe thế liền bật cười. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.